Chào mọi người nha. Thì chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Trường Thi. Thì Bonsai Trường Thi cũng cố gắng tìm những cái cây mà nó đang cho hoa cho quả để về giao lưu với mọi người. Thì trước mắt mọi người là một cái cây Hải Châu. Đây là dòng lá trung nha mọi người. Mà xíu nữa sẽ đưa camera cận cảnh để quay trái và dòng lá cho mọi người xem. Thì anh hai quay một vòng đi, để mong cho mọi người xem được tổng thể của cây. Cây này nó có dáng là huynh đệ rất đẹp nha mọi người. Cây này có dáng huynh đệ rất đẹp. Những cái thế cây mà nó có nằm trong cái bài hoặc là trong sách vở thì chơi thì nó tuyệt vời rồi. Nó có thế thì tên dáng thế thì chơi nó sẽ rất hay. Cây này được xử lý chi cành cũng rất kỹ nha mọi người. Rồi, sẽ đo hoành đế và hoành thân cho mọi người xem. Cây này bộ đế rất đẹp, này bộ rễ cũng cái điều tứ diện nha. Tại vị trí đo là 439 nha mọi người, 39. Rồi, đo một thân thôi, hai thân này nó bằng nhau nha mọi người. Thì thân này tầm 10, thì thân kia nó cũng tương đương thôi. Hai thân này nó bằng nhau. Rồi, đo chiều cao mà từ mặt chậu, chiều cao từ mặt chậu lên tới đến ngọn là khoảng 70 nha mọi người, 70. Rồi nay đo cái phủ tán luôn. Phủ tán theo cái chiều rộng nhất thì nó tầm khoảng 55 nha mọi người, 55-60 tương đương đó thôi, sẽ là tới đỉnh ha. Rồi sẽ quay tổng thể anh hai mình quay một vòng nữa đi, để mọi người xem được cái bộ tán đó. Thì bộ tán của cây được xử lý rất ok rồi, tương đối là thành phẩm nha mọi người, tương đối. Rồi đưa camera cận cảnh để quay cái trái cho mọi người xem nha. Đây là cái dòng thì bên thêm thấy nhắc lại là đây là dòng Hải Châu lá trung nha mọi người. Thì Hải Châu lá trung nhắc lại cho mọi người để chứ không là mọi người lại nói là dòng lá nhỏ lá lớn. Thì từ khi giao lưu cây dòng lá như thế nào thì mình nói như thế đó thôi. Đây là dòng Hải Châu lá trung thì hoa trái nó vẫn như dòng lá lý thôi, cũng không khác gì, tuy nhiên là dòng lá nó hơi lớn một chút. Thì trước mắt anh em các bạn mọi người thì nó chứng minh là cái dòng trái nó vẫn là dòng trái chùm, và hoa trái thì cũng rất là tuyệt vời. Chúng ta cũng không nên phân biệt lắm về cái giá trị của dòng lá lớn, lá trung, lá nhỏ. Thì nó lá nó thì hơi lớn hơn, nhưng mà hoa trái thì nó không khác gì cái lòng nhỏ nhỏ nha mọi người. Thì trước mắt con mọi người là một cây đang ra hoa, đang ra trái đó. Thì để chứng minh mọi người là cái dòng lá trung nó cũng rất là tuyệt vời. Anh hai quay một quay bên nhẹ một phần đi, bên nhẹ đó qua cái chiều phía bên kia để mọi người xem hoa quả phía bên kia. Rồi ok. Đây nha mọi người. Đây. Đây là hoa trái. Hoa trái để chứng minh dòng lá trung. Cây Hải Châu lá trung. Mọi người thấy không? Hoa trái chùm chùm nè. Đấy. Để chứng minh là cái dòng lá trung này nó rất là tuyệt vời, rất đẹp. Đấy. Mà tất để mọi người tham khảo thêm cái một cái chủng loại dòng lá của một cái cây Hải Châu. Cây này nó đang ra hoa lá, nó đang ra trái là kiến cà cây nha, đắt đắt kiến cà cây rất nhiều. Đấy, rất đẹp nha mọi người. Rồi nhìn từ tổng thể từ xa để mọi người xem lại một lần nữa nha. Hai cho một vòng nữa, quay rất nhẹ chậm.
để cho mọi người xem được tổng thể một lần nữa. Cây rất đẹp nha mọi người. Rồi ok. Rồi cây Hải Châu dáng hình đệ dòng lá trung này giao lưu với mọi người là giá 3 triệu. 3 triệu bonsai Trường Thi bao ship cho mọi người. Giá 3 triệu bao ship cho mọi người. Thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để trên tiêu đề, hoặc là liên hệ trong Zalo. Thì mọi người hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để chúng ta thêm xem nhiều những cái video mà có tiếp, cho mọi người có thể chọn được một vài cái cây ưng ý để sưu tầm về chúng ta chơi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Rồi chúc mọi người có nhiều niềm vui. Và xin cảm ơn, xin chào. Ok mọi người.